Đâu rồi? Ờ thấy rồi, thấy rồi. Đi vòng nữa coi, vòng nữa coi. Vậy mà cũng té được nó hay ghê. Ừ. Mình bước rồi mình đạp chân rồi mình chuyển tay luôn. Chị chuyển tay qua dây dây kế tiếp luôn. Chuyển tay qua dây kế tiếp. Cái dây kia đâu? Cái chân này qua thì cái dây cái tay kia qua luôn. Từ 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 em qua cái đã. Con lấy con đi qua được một giờ rồi. Con đi cho anh Long đi được kìa. Sang đi từ từ lấy cho em đi đã. Đừng bước chung với em. Đợi em, đợi em. Từ từ bon, từ từ bon. Đợi em qua cái. Bon, bon. Từ từ bon, từ từ bon. Sợ con em không biết đi, để từ từ đem đi con, bước chung với em như vậy. Ê, tao đi. Bon ra nha. Bước về đi con, để cho em bước qua đã. Tại sao Khang lại làm cái hùa mẹ? À, giỏi. Đó, Long đi được rồi đó. Đi nhanh lên con. Cái này là thử thách. Sorry, rất sợ. Đúng rồi, thử thách á, vừa trước ngày giật á. Ờ, chơi sân kê hả? Ừ. Con phải đi giỏi con mới mốt con lớn con mới chơi Sasuke được. Rồi đi qua cầu tre kìa. Cầu tre đất lẻo kìa. Từ 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 đi. Nắm dây ở dưới hàng nắm đó lộn bốn nắm cái dây đều. Mình mới tự được giữ cân bằng cho mình. Long Long cho Bon đi trước đi, cho Bon đi, cho Bon đi trước. Bye.
ta rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên, còn 2 vòng nữa, cố lên. Chân kẹo chân nha, bước cho thẳng á Long. Cái bàn chân cũng bước cho thẳng. Ờ, không bước, bước một bên. Đạp thẳng chân tới. Đúng nè. Đúng không? Đạp thẳng chân tới là đúng. Mang cái này khó đi. Cái trò chơi này hay nè. À. Chưa? Cái tay con giữ cứng lại chưa? Ủa sao hả? Sao mình không biết chưa? Cái tròn này đó mình chưa? Chưa chưa có. Đây đây em, đây em. Đây quá đi. Từ từ đi con, từ từ đi, đừng giật, đừng giật bạn đâu. Đâu rồi, Long nghỉ rồi hả? Bây giờ phải đi. À đây đây, vòng 2 rồi, vòng 2 rồi. Rồi, gài quay hậu dép lại con, gài quay hậu dép lại Long.
Đó, sao đi lâu lẹ rồi đó, đi lẹ rồi đó. Đó, quen rồi đó. Quen vận động rồi đó.
chào em.